mệnh danh là Ngọc nữ điện ảnh Việt nhưng Ninh Dương Lan Ngọc nay lại chỉ thấy tích cực tham gia game show, đi hát, đi sự kiện, hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Chuyên gia đuổi bắt nó không qua được mắt đâu. Có khi em như thế thì em thích mà chỉ thế thôi sẽ không có được em. Em chẳng thiết tha gì một người đàn ông không. Danh xưng Ngọc nữ điện ảnh Việt của Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng khiến khán giả nghi ngờ khi công chúng chẳng còn thấy cô nàng xuất hiện trên màn ảnh rộng nữa. Thay vào đó, Lan Ngọc lại tích cực tham gia game show, truyền hình thực tế, chăm chỉ đi sự kiện, đặc biệt là còn lấn sân sang ca hát. Nhiều khán giả thắc mắc liệu Ninh Dương Lan Ngọc đã chán làm diễn viên và muốn thử sức ở nhiều vai trò mới. Nếu đúng là như vậy, hẳn là nhiều người sẽ rất tiếc nuối trước quyết định này của cô. Bởi lẽ, trước khi quyết định ngừng sự nghiệp diễn xuất, Lan Ngọc đã có cho mình một gia tài trong lĩnh vực điện ảnh đồ sộ với hàng loạt những vai diễn, những bộ phim để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc đã có một hành trình dài và đầy ấn tượng trong làng giải trí. Với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch cùng tài năng diễn xuất đa dạng, cô đã chinh phục trái tim khán giả và trở thành một trong những viên ngọc sáng giá của màn ảnh Việt. Danh xưng Ngọc nữ điện ảnh Việt như một lời khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, với những vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn như Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Giả Lắm Chiêu. Ninh Dương Lan Ngọc đã chứng minh được khả năng biến hóa, nhập vai linh hoạt và trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất. Phim nào có cô, phim đó lại cháy vé và nhận vô vàn sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc lại quyết định từ bỏ tất cả để đi du học. Nữ diễn viên tiết lộ, đã 13 năm kể từ khi cô bước vào nghề nhưng đến nay, cô chưa tìm lại được vai diễn tạo dấu ấn như khi mới bắt đầu diễn xuất. Do đó, cô quyết định tạm nghỉ hoạt động giải trí một thời gian để đi học. Mình không nhận show thì mình mới có thể đi học được. Và cái khoảng thời gian mà để em nâng cao cho bản thân mình thì chỉ có 2 tháng. Rồi mình lại đi học tiếp ở một chỗ nào đó nữa. Nhưng học đâu đó mới 2 tuần, cô nàng gây bất ngờ khi bay về Việt Nam debut cùng nhóm nhạc Lunat. Chưa dừng lại ở đó, khán giả phát hiện cô còn bay sang Trung Quốc và Nhật Bản để biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc. Trong khi đó, cô vẫn tham gia quay game show, chăm chỉ đi các sự kiện giải trí, chỉ có sự nghiệp diễn xuất là hoàn toàn bị ngó lơ. Khán giả người thì mong ngóng cô quay lại với điện ảnh, người lại tỏ ra tiếc nuối trước tài năng đầy triển vọng này. Đến nay, nhiều người vẫn bày tỏ sự thắc mắc và khó hiểu trước quyết định du học của Ninh Dương Lan Ngọc. Khán giả chỉ biết rằng Ninh Dương Lan Ngọc đã dành 2 tháng tại Úc để theo học một khóa diễn xuất. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về quá trình học tập của cô vẫn còn là một ẩn số. Sự kín tiếng của nữ diễn viên về trường học, ngành học và lộ trình học tập càng làm tăng thêm sự tò mò của công chúng. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi nghi hoặc về quyết định này của cô và những điều cô đã học được trong thời gian ở Úc. Tất cả những gì công chúng thấy đến nay là nữ diễn viên học thì ít mà thực hiện lịch trình cá nhân thì nhiều, nhưng những lịch trình cá nhân ấy lại không hề liên quan đến điện ảnh. Bạn thấy vấn đề này như thế nào? Bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!